Đúng, mẹ tôi sống bên Mỹ lo mẹ hả? Anh cứ nói chuyện bình thường có sao cả. Nhưng tôi nói chuyện của tôi. Vậy thôi. Thôi bấm máy đi. Nghĩa bấm rồi. Bây giờ Nghĩa đang tao bình thường sao nói gì sao? Đúng rồi, anh không có sai. Nhưng mà quan trọng là người ta hỏi này cho tao bình yên xã hội, cho tao phát triển xã hội. Không bao giờ vi phạm hiến pháp thì lấy gì tao ra. À, chào các bạn. À, lúc nãy là tôi có một cái quan điểm về vấn đề về quân nhân á, nhưng mà sau đó sau khi mà tôi ngồi tôi cùng với các bạn tôi nói chuyện á thì cũng có một số bạn có ý kiến khác về một số vấn đề. À, nên tôi cũng muốn nói thêm quan điểm của tôi vấn đề, nhưng mà vấn đề lần này lại là vấn đề tôn giáo. À, tôi có trao đổi với một bạn tên là Trần Thế Anh. Bạn ấy bảo rằng là tôn giáo có quyền tự vệ, có nghĩa là tôn giáo khi mà bị tấn công có quyền tự vệ. Tôi mới hỏi, tôi đặt vấn đề nói, ủa vậy thì nếu như tôn giáo có quyền tự vệ, vậy có nghĩa là khi mà có ai đó tác động đến tôn giáo của bạn, nói xấu tôn giáo bạn là bạn đi đánh người ta à? Bạn đi đánh người ta, bạn giết người ta hay sao? Nếu như thế nó có khác gì là các bạn đang làm những con người cực đoan và bạo lực? Tôi so sánh và tôi nói với bạn ấy rằng là đối với đạo Thiên Chúa là một đạo mà mang tính khiêm nhượng, thực ra là khiêm nhượng ấy, thậm chí là mang tình yêu thương của mình đến với mọi người. Thế thì nếu bạn ấy là người Công giáo, thế tại sao bạn ấy lại là có cái thái độ rằng là muốn thánh chiến? Có người tác động tôn giáo mình phải tấn công người ta, chửi bới người ta, hay là mình đánh đập người ta là sao? Sao không giải thích? Đấy, cho nên á, đáng lý ra chúng ta phải bảo vệ tôn giáo của mình bằng chính giáo lý của tôn giáo của mình. Ừ, giải thích rồi. Có nghĩa rằng là người ta không tin tôn giáo mình là nhân từ, người ta không tin tôn giáo mình là thánh thiện, thì mình phải chứng minh bằng cuộc sống của mình rằng đó là tôn giáo của mình là thánh thiện và nhân từ chứ. Thế cho nên là tôi thấy cái bạn đó, bạn ấy bảo rằng ai mà nói xấu về giáo lý tôn giáo tôi là tôi đập. Tôi thấy lạ lắm. Các bạn thấy không? Rất là kỳ lạ. Bởi vì nếu như mà các bạn nói vậy, chả phải các bạn đi trái ngược là với giáo lý và của tôn giáo mình sao? Chúa dạy các bạn nhân từ, yêu thương, thế này thế khác, bao nhiêu thứ. Trong khi chính các bạn lại là những người dùng, đang ở trong tôn giáo, nhưng các bạn lại thể hiện cái sự côn đồ. Đấy, tôi thấy rất là nhiều trường hợp như thế. Cho nên là tôi mới hỏi các bạn là, trong một rất là nhiều bạn bảo rằng là, ô, cái vụ Thọ Hòa nha, nếu là tao ở đó, tao sẽ băm mày ra thành trăm mảnh. Các bạn đòi đánh, đòi giết tôi luôn. Trong khi chính sự yêu thương của Thiên Chúa ở đâu, các bạn không hề có. Các bạn hoàn toàn không hề có sự yêu thương của Thiên Chúa nằm ở đâu cả, ở trong chính các bạn. Vậy thì các bạn nghĩ kỹ coi chính các bạn là gì. Các bạn có bao giờ đại diện cho tôn giáo mình hay đại diện cho tình yêu thương của Thiên Chúa hay không? Không hề có. Giáo lý các bạn không có. Tín ngưỡng các bạn hoàn toàn không đại diện được. Các bạn nghĩ coi các bạn đại diện cho tôn giáo mà các bạn rồi đâm, rồi chém, rồi giết người ta như thế, các bạn có phải là tôn giáo không? Tôi thấy các bạn như thế là tệ. Và thậm chí các bạn còn tệ hơn những người không tôn giáo. Thậm chí các tôn giáo khác các bạn còn không so sánh được với người ta nữa kìa. Đấy, cho nên tôi mới nói với các bạn rằng là các bạn muốn bảo vệ chính tôn giáo của mình thì các bạn phải làm ngay cái việc đó, chính là hãy thể hiện giáo lý của tôn giáo mình, đó là yêu thương. Đối với cái người muốn giả má phải của mình hay đưa má trái cho người ta, muốn lấy áo ngoài đưa áo trong cho người ta, hãy từ bỏ tất cả những cái vụ lợi cá nhân của mình. Chứ không phải các bạn thấy đấy, ô, ngày 2 tháng 10 của năm 2018 này sẽ là bầu cử tỉnh dòng Chúa Cứu Thế tại nhà thờ Kỳ Đồng. Các bạn thấy đấy, ủa, nếu các linh mục mà họ là những người không còn tham sân si, họ không còn, họ tận hiến hết cho Chúa, thế họ có ra ứng cử không? Tôi nói là những người tu hành không bao giờ ra ứng cử cả. Thế mà linh mục Hồ Ngọc Đảm cũng được 143 phiếu nha.
lại là mong muốn rằng là 143 phiếu đó, rồi phe cánh của mình mong muốn rằng là à, trên cơ sở muốn làm tỉnh dòng, có là làm cha giám tỉnh ấy, của dòng chúa cứu thế ấy, để làm gì? Mục đích của họ lại là mong muốn dùng cái chức vụ đó để thao túng dòng chúa cứu thế đi chống đối đảng nhà nước. Thế đâu phải là người tu hành. Họ không dùng mục đích của một linh mục, một người tu hành để họ làm một cái việc tốt cho chính giáo dân chúng ta. Hãy xem giáo dân chúng ta theo các linh mục là chúng ta hãy xem họ là những chủ chăn, để mong muốn rằng họ dẫn dắt chúng ta đến cái bờ cõi hạnh phúc mà Thiên Chúa muốn chúng ta đến đó. Có nghĩa là chúng ta tội lỗi và chúng ta mong muốn các linh mục dẫn dắt chúng ta đến con đường hướng thiện để chúng ta không còn tội lỗi nữa, để mà về với Thiên Chúa. Nhưng bây giờ các linh mục làm chính trị kiểu này, các chúng ta làm đi đâu? Chúng ta có phải xuống quả ngục không các bạn? Các anh chị em có thấy là chúng ta sẽ xuống quả ngục khi mà các linh mục như Hồ Ngọc Đảm này, ông ấy mong muốn chống chính quyền, chống chế độ, chống cộng sản. Thế thì bây giờ các bạn thấy dưới cái sự lãnh đạo của ông ấy chúng ta đi đâu? Có phải chúng ta đang đi xuống quả ngục không các bạn? Tôi buồn lắm. Linh mục của mình mà như vậy buồn lắm các bạn ạ. Như vậy thì dòng chúa cứu thế còn là cái dòng gì? Dòng chúa cứu thế bây giờ không còn là cái gì cả. Dòng chúa cứu thế bây giờ nó chỉ còn là một cái ổ nhóm chính trị, chứ không còn tòa giảng. Thay vì rao giảng lời Chúa thì bây giờ nó rao giảng toàn là vấn đề chính trị. Các linh mục bị ám ảnh bởi cộng sản hết rồi. Bài giảng nào cũng có cộng sản trong đó. Cầu nguyện cũng có cộng sản. Đọc kinh chút chút lại có cộng sản. Thế thì bây giờ chúng ta thấy, bây giờ chúng ta yêu Chúa hay yêu cộng sản, mà trong bài giảng nào, trong buổi lễ nào cũng nhớ cộng sản vậy. Đó là cái điều mà tôi thấy các bạn và tất cả các anh chị em cần phải coi lại các linh mục của mình. Họ dẫn chúng ta lên thiên đàng hay dẫn chúng ta xuống quả ngục? Mục đích của chúng ta theo đạo này để làm gì? Là để lên thiên đàng, để xóa tội lỗi của mình. Nhưng bây giờ họ làm gì ta? Họ đang dẫn chúng ta xuống hỏa ngục. Hãy dòm xem linh mục Hồ Ngọc Đảm, Phạm Trung Thành, rồi các linh mục của dòng chúa cứu thế mà cực đoan đấy, họ đang dẫn ta đi đâu vậy? Cái ông linh mục nào mà cứ có một ruồi tổ bố ấy, ông linh mục nào mà cổ cái kênh Amen TV hay là cái gì đấy. Nói thật với các bạn, mỗi lần dòm tới các linh mục đó tôi muốn ói. Họ chả làm nên giá trị đạo đức của xã hội, không làm nên giá trị đạo đức của tôn giáo của mình. Thậm chí họ còn làm cho tôn giáo của mình bị mang tiếng nhiều hơn rằng lấy là một cái tổ chức chính trị chứ không phải là một cái tôn giáo. Ngày 13 tháng 9 này họ bảo rằng họ sẽ gì nhỉ? Tổ chức tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói về những người bị thương tật trong chiến tranh là đây là những người thương binh tàn nhưng không phế. Xây dựng bằng cách rằng là trong mọi hoàn cảnh thì tất cả những người thương binh đó là những người có đóng góp cho xã hội. Dù hoàn cảnh nào họ cũng đóng góp cho xã hội. Nhưng mà đối với cái dòng chúa cứu thế thì họ bỏ là tri ân thương phế binh. Phế binh có phải là phế bỏ không các bạn? Vô dụng. Không, phế binh là phế bỏ, là vô dụng. Là dòng chúa cứu thế là đã bầu lại rồi. Ngày 2 tháng 10 này họ sẽ tổ chức đại hội đồng. Nhưng mà theo thông tin đó, theo tôi biết ấy, là dòng 1 bầu cử thì ông Hồ Ngọc Đảm đã có cái số phiếu là 143 phiếu. Về cơ bản thì 143 phiếu đứng hàng thứ 5. Có nghĩa là ông ấy vẫn không có uy tín. Nhưng mà linh mục đảm nhiệm cái chức vụ giám tỉnh dòng hiện tại là cái người có cái chức vụ có uy tín nhất, đó là linh mục Nguyễn Ngọc Bích. Thì tôi nói là tôi rất là tôn trọng linh mục Nguyễn Ngọc Bích. Phải nói là linh mục Nguyễn Ngọc Bích là một cái người rất nhưng là... Nhưng mà ông đã bầu rồi mà. Chưa, nó bầu nhiều vòng, nhưng mà ngày 2 tháng 10 này là cái đại hội. Có nghĩa là nó bầu nhiều vòng giống như đại cử tri đó. Nghĩa là bầu ở địa phương, sau đó nó lên trên. Thì có 200+ bầu rồi. Chưa. Ông Bích là ông... À,
cha Bích vẫn giám tỉnh. Ông Bích vẫn là cha Bích vẫn là người có uy tín nhất. Vì vậy cho nên là tôi mới nói rằng là các bạn thấy đấy, không phải cứ nói là tôn giáo hay là linh mục hay là nhà sư là tất cả họ là tốt. Hãy dòm xem họ tệ như thế nào. Cho nên là tôi nói là ngay cả những người tu hành mà họ còn tệ như thế thì các bạn thấy đấy. Hãy dòm xem trong cái lực lượng của công an và quân đội cũng có những người chưa tốt. Thế các bạn thấy những người tốt rất là nhiều. Các bạn thấy ví dụ như là các bạn là chứng kiến như cái việc là cảnh sát giao thông nè, bao nhiêu thứ bao nhiêu cái. Nhưng mà chúng ta gặp ai, người nào hãy cụ thể đấu tranh với từng đối tượng cụ thể. Chứ các ở bạn đây á, gặp biên phòng mà tính sao? Cụ thể là cụ thể sao? Biên phòng người ta tiền có nhiêu đâu. Đấy. Vấn đề nằm ở chỗ các bạn hãy biết là tất cả các anh ở bộ đội biên phòng hoàn toàn lương bổng họ một tháng trả bao nhiêu cả. Nhưng mà họ vẫn bảo vệ tổ quốc này, bảo vệ chính các bạn, biên cương này do họ bảo vệ. Bây giờ các bạn nghĩ coi, lên trên mạng các bạn đang chửi quân nhân. Các bạn gọi tướng tá quân đội của mình là gì? Là bò. Nhưng mà tôi lên các cái trang phản động á, các trang của các tổ chức phản động nước ngoài á. Rồi anh nghĩ anh thấy biên phòng đây làm gì sao? Không, tôi nói về vấn đề là khi mà tôi gặp, tôi lên các trang của các tổ chức phản động nước ngoài á, thì khi mà tôi vô trong đó tôi vừa nói phát một thôi, nó nói là tụi mày là bò. Anh càng nói anh càng một hững. Biên phòng ở đây anh thấy làm việc sao? Tôi nói tổ chức phản động nước ngoài ông nội, trên các cái trang của nó. Thì trên các cái trang của nó rõ ràng các bạn thấy nó gọi tất cả quân nhân của ta là bò. Nhưng mà các bạn thấy không, hiện tại trong các nhóm các bạn đang hoạt động trên mạng xã hội, các bạn thù ghét cá nhân, các bạn cũng gọi các quân nhân của ta là bò. Đứa nào kêu bò lên đồng banh, lên trên đây kêu là bò. Các bạn có ngon các bạn đi lên danh trại của người ta gọi người ta là bò xem. Bản lĩnh quân các bạn mẹ, nằm ở đâu hay là đảo. Các bạn chỉ là những cái con bò chỉ biết cào phím trên mạng xã hội, gọi người khác là bò ở trên cái màn hình, trên cái mạng này. Mày á, mày đang ở đồng banh, mày tôn trọng đồng banh cái. Tôi nói còn với các bạn á, tôi đến tất cả các danh trại rồi. Tôi nói quân nhân nào đến danh trại quân nhân đó. Còn các bạn giờ này các bạn là những cái con chuột nhắt. Còn ở đây trên đồng banh mình chỉ ngồi trên mạng xã hội này gọi người khác là bò. Thấy rõ ràng. Ăn nhậu. Không được quyền tác động vô. Đúng không các bạn? Các bạn có can đảm đi đến danh trại người ta hay các bạn chỉ núp sau cái gì? Facebook. Các bạn đang núp sau Facebook rồi. Các bạn thấy không? Rõ ràng chính các bạn là sau cái Facebook này các bạn vẫn cơm áo gạo tiền. Các bạn vẫn phải đóng thuế, các bạn vẫn phải làm bao nhiêu thứ. Ủa? Rồi thêm mấy bạn quân nhân nữa, mấy bạn đồng chí quân nhân nữa. À, các bạn trẩu á. Tôi lên cái trang K20 của các bạn. Tôi dòm các trang K20 của ai nhỉ? K20 của ai không? Của cảnh sát cơ động. Trang K20 cảnh sát cơ động. Các bạn đăng cái gì vậy? Hai thằng công an nhân dân ôm nhau làm gì vậy? Các bạn trên cái trang K20, các bạn cảnh sát cơ động, các bạn nghĩ các bạn đăng hình toàn là cảnh quân nhân ôm nhau làm gì? Có giống tâm lý chiến ngày xưa không? Ngày xưa cái tụi tâm lý chiến tụi nó mô phỏng một người quân nhân hào hoa phong nhã, biết nhảy đầm, biết chơi gái. Giờ này các bạn không khác gì nó. K20 các bạn lên trên đó trai gái ôm nhau, ngã đầu vô nhau. Đấy các bạn, đấy các bạn đấy. Tất cả những cái đó không phải là cái tuyên truyền. Cũng vậy, cho nên tôi nói các bạn là chính các bạn đang tự làm cho lực lượng của mình mất đi uy tín và danh dự. Hãy dòm xem các bạn đang sỉ nhục quân nhân của mình, trong khi kẻ địch nó đang lợi dụng từng ngày, từng giờ, lợi dụng từng lúc. Thấy quân nhân ta sai chỗ nào, nó soi mói, nó đánh vô đó.
các bạn không biết bảo vệ quân nhân của mình mà hùa theo nó để đi theo nó. Vì cá nhân chứ vì cái gì? Các bạn sao cái nick các bạn có đại đồng không? Rõ ràng chính các bạn nhớ nha. Các bạn nhớ nha. Có một số nick tôi biết rằng là các bạn được sự chỉ đạo làm cái gì nãy kia đấy. Nhưng mà tôi nói các bạn nhớ điều. Các bạn không thoát khỏi cái cá nhân các bạn là các bạn đang tự hại chính cái phong trào của mình. Hãy nhớ là phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc là cái phong trào mà vận động nhân dân tham gia. Mà các bạn đang trù dập nhân dân thì các bạn đang làm cái gì vậy? Các bạn đang trù dập nhân dân đấy. Các bạn thấy không? Nhân dân người ta có ý kiến, quan điểm riêng và cá nhân của người ta. Dù người ta nói sai thì hãy góp ý xây dựng người ta. Các bạn trù dập không thương tiếc. Anh Linh có bê với mày là mày ngày 19 là... tháng 8 là anh ngày gì? Anh Linh. Đúng. Toàn thể chúng tôi. Anh đừng nói vậy. Đừng. Ngày 19 tháng 8 có phải là ngày quần là cái ngày gì nhỉ? Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Là ngày chuẩn bị, chúng ta đang chuẩn bị đây nè. Của lực lượng và công an nhân dân đã xây dựng cả một cái cục. Nhưng mà các bạn thấy đấy, chính các bạn, những người đang xây dựng ở trên mạng xã hội này, các bạn đang trù dập nhân dân. Tiếng nói của người ta bảo vệ tổ quốc sai ý kiến các bạn dập không thương tiếc. Anh Lính đi chứ nè, mày xúc phạm anh Lính. Anh Lính ơi, ở trên đây là tại vì em phê bình một số bạn lính trên đây, cho nên anh Lính thông cảm. Tại vì từng ngày, tôi đang nói tại vì ở đây có lính, cho nên tôi nói với các bạn như thế. Đây chúng tôi là những người đã hy sinh vì tổ quốc. Nếu tổ quốc cần chúng tôi sẽ chết vì tổ quốc. Nghe không? Tại sao mấy anh em ở bên này bên kia không biết? Nhưng mà chúng tôi đã sống vì tổ quốc rồi, chỉ chết vì tổ quốc. Mấy anh em không hiểu chúng tôi như người ta đó. Chiến đấu nhưng phải biết cách chiến đấu. Ngày xưa chúng ta chiến đấu và chúng ta biết so sánh lực lượng. Mình có cái gì, địch có cái gì. Biết đánh. À, ta yếu thì ta dùng mưu, ta mạnh ta dùng sức. Bây giờ các bạn nghĩ rằng là quần chúng nhân dân chỉ là công cụ thì không được. Các bạn phải coi quần chúng nhân dân là vũ khí của chính các bạn. Mạng xã hội với hơn 70 triệu tài khoản. Bây giờ nếu 70 triệu tài khoản này đều theo giặc hết anh Linh thì sao? Với mày đó là phủ nhận công lao của mấy anh Linh. Đúng. Cho nên là các bạn không hề vuốt ve cho nhân dân ở trên mạng xã hội này. Mà ở đây tôi thấy là ngày hôm qua tôi đăng một status, tôi bảo vệ một ông một vị ở trong cái lực lượng ngành công an. Các bạn vô các bạn không hề có một chút tâm tư gì cả mà dùng cái cá nhân các bạn thù oán với ông ấy. Các bạn không hề biết tới đại cục là gì. Chúng tôi á, đại diện cho những quân nhân sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. À, chúng tôi mấy điều đó rất là nhiều. Các bạn có học được ở trường không? Các bạn có biết đại cục là gì không? Các bạn không thể mà chúng ta tuyên truyền tất cả những cái gì là sự thật, là cái nội chúng ta tuyên truyền nha. Chúng ta tuyên truyền sự thật, nhưng tất cả những cái gì bất lợi không phải là nội dung ta tuyên truyền. Chúng ta góp ý xây dựng lẫn nhau là trong cái phần inbox của chúng ta kìa. Còn bây giờ các bạn đưa hết lên mạng xã hội, các bạn chửi bới nhau trong một cái bài tôi đang cố gắng phê phán. Mày có quen nghe anh Lính anh biểu chứ? Tôi đang phê phán cái đối tượng xúc phạm sĩ quan quân đội ta. Mà các bạn lên trên đó, đáng lý ra các bạn phải inbox cho tôi, nói Nghĩa ơi thế này thế nọ. Các bạn không hề làm động tác đó. Các bạn chửi thẳng ở trên trang của tôi. Các bạn là địch hay là ta đây? Ở đây là anh Lính chứ không phải là sĩ quan. Các bạn là địch hay ta? Chúng tôi chết về quê không mấy bạn Nghĩa ơi. Ở đây là Lính chứ không phải sĩ quan nha. Đấy, mấy điều đó nói là để tâm sự với các bạn. Nhưng cũng là cái để tôi cảnh báo với các bạn rằng nếu các bạn còn không phân biệt được địch hay ta, chúng tôi không phải là thì không khéo chúng ta sẽ trở thành thù địch lẫn nhau. Là một cái người gì quan trọng. Nhưng chúng tôi sẵn sàng.
thế nha. Nhiều người sẵn sàng chết lắm á, sẵn sàng chết vì quê hương. Nhưng mà các bạn như thế này thì tôi nói đảm bảo các bạn, truyền thông là quyền lực thứ tư ấy. Mày đang ở đâu? Mày đang ở biên giới đúng không? Đúng không? Đúng, đúng, đúng. Thôi em kết thúc đây livestream đây đi, rồi nói chuyện với anh sau.